Xin chào tất cả các đồng chí, chào tất cả các bạn. Hôm nay tôi xin được kể lại chuyện đời lính của tôi và đồng đội của tôi khi chúng tôi đang còn chốt giữ trên cái đồi đá. Thì vào thời gian đó là nó bước sang năm 1983, có nghĩa là lúc đó là tôi cũng tròn là gần 4 năm tuổi quân. Mà gần 4 năm tuổi quân của tôi đó chưa được một lần về phép. Mà từ cái khi mà tôi bước vào tỉnh Busan để làm nhiệm vụ truy quét tàn quân Pol Pot ở Busan thì tôi cũng chưa nhận được bất cứ một lá thư nhà nào. Thì phải nói là cái khi mà cái cảm giác đến Tết, mặc dù chúng tôi lúc đó là lính trẻ, nhưng mà thực sự tâm lý chung, kể cả như bản thân tôi cũng vậy, là cũng là người lính dày dạn trong chiến trường rồi, nhưng mà khi suy nghĩ về đến quê hương, quê nhà thì phải nói là rất là nhớ, nhớ thì chảy nước mắt. Đó là tâm lý chung của những người lính trẻ chúng tôi chiến đấu ở trên đất Campuchia, nó là như vậy. Về điều kiện sống của bộ đội khi đó là nói chung, chứ không phải là riêng gì bản thân tôi hay là cái bề ba của chúng tôi, thì đã bước chân sang cái cuộc chiến ở Campuchia thì nó vô cùng gian nan và khổ sở. Đặc biệt là những người lính như chúng tôi là làm nhiệm vụ truy quét tàn quân Pol Pot dọc biên giới Thái. Thì bước sang năm 1983 thì đơn vị chúng tôi là nhiệm vụ khi đó là chúng tôi chủ yếu là đi tìm dấu vết của địch và được đài kỹ thuật trinh sát bao về là các cái đoàn tải rồi các cái đơn vị của Pol Pot là nó xâm nhập vào nội địa Campuchia, là chúng tôi là có nhiệm vụ là đi đánh các cái đoàn tải cũng như là truy quét tàn quân Pol Pot dọc biên giới Thái Lan. Thì lúc đó là toàn bộ là nhiệm vụ mới và có những cái mà nó thay đổi về tình hình nhiệm vụ. Thì cho đến cái hôm là Tết xong được khoảng mấy ngày thì là có cái đơn vị của bạn là lên thay chốt cho bọn tôi, và bọn tôi là hành quân là quay về cứ. Thì khi quay về cứ là lúc đó là B3 của chúng tôi là cũng chưa được ăn Tết, nên là về đó là đang được đơn vị là để dành quà Tết cho bọn tôi là nhu yếu phẩm. Nói là quà Tết thôi nhưng mà nó cũng rất là đơn giản thôi các đồng chí. Thế là cũng mang quần áo mới ở trong ba lô ra là anh em mặc vào, mà cũng vui vẻ phấn khởi lắm. Thì có cái đài mà đồng chí Niên lấy của xe trưởng á, thì đồng chí Niên về đến nhà thì đồng chí cũng mang lên trên hầm đại đội và trả lại cho hầm đại đội, chứ bọn tôi cũng không lấy. Thì khi ở trong rừng thì mặc bộ quần áo mới thì có khoe với nhau thì cũng chả có khoe cái gì cả, chẳng qua là có bộ quần áo lính gọi là lành lặn còn mới như vậy thôi, chứ cũng chả có dân có chúng gì ở đó để mà thể hiện, để mà khoe cả. Nhưng mà không hiểu sao ai cũng mặc, đó là tôi thấy có một cái điều rất là lạ là như vậy. Thì có lẽ là tâm lý chung thì những người lính như chúng tôi thì lúc đó là phải nói là rất là nhớ quê hương, rất là muốn về Việt Nam. Nhưng lúc đó vì nhiệm vụ nên là chúng tôi vẫn phải tiếp tục là với cái cuộc chiến mà chưa biết là ngày nào mới được về. Thì cho đến khi là D9 của chúng tôi là nhận nhiệm vụ là đi truy quét tàn quân Pol Pot ở biên giới Thái, là hôm tôi lên trên đại đội và giao ban hội ý và nhận nhiệm vụ và nhận nhu yếu phẩm, nhận vũ khí đạn dược để chúng tôi có cái cuộc hành quân truy quét. Thì thời gian đi chúng tôi đi tầm khoảng độ một tuần thì mới quay về, nên là lúc đó là nhu yếu phẩm và vũ khí trang bị là chúng tôi cũng nhận đủ là khoảng độ một tuần, là cùng với đội hình là D9 của chúng tôi là vượt sông Cơ Long là đi truy quét tàn quân Pol Pot ở biên giới Thái. Thì từ bờ sông Cơ Long và cái điểm cắt mà đi thẳng đường chim bay đến biên giới Thái nó tầm khoảng độ 2-3 cây số là sang biên giới Thái. Thì khi đó thì cũng được như là trinh sát đó và đài kỹ thuật báo về là lúc đó là lực lượng vận tải của Pol Pot và các cái đơn vị của Pol Pot nó thâm nhập, nó đưa hàng, đưa hóa vào, nó đưa vũ khí vào sâu trong nội địa Campuchia rất là nhiều, nên là đơn vị chúng tôi là hành quân đi truy quét. Thì lúc chúng tôi vượt sông Cơ Long để tiến về biên giới Thái Lan để đi truy quét, thì nói thật với các đồng chí là đi thì đi trong rừng, đường thì nó không có đường, chủ yếu là cắt rừng để đi thôi, nên là lính tráng nó cũng ngào ngán lắm, cũng mệt mỏi lắm. Có nhiều ông là kêu cha kêu mẹ lên, nhưng mà vẫn phải đi. Thì cứ đi như vậy, hành quân như vậy, mà khi nào chỉ cần nghe cái lệnh là được dừng nghỉ là chúng tôi ngồi phịch luôn xuống đất, là dựa luôn vào ba lô là ngủ thôi.
chỉ 1-2 phút sau là anh em ngủ rồi. Rất là buồn ngủ và mệt mỏi. Nên là có cơ hội là anh em là cứ lăn ra là ngủ như vậy. Còn đi thì cứ đi, điểm đến chỗ nào đó là do cái lực lượng của trinh sát. Thì lúc đó tôi là trung đội trưởng nên tôi cũng nắm được một số tình hình. Thì cái đợt hành quân truy quét này thì đối với bản thân tôi cũng là rất là may mắn là sống sót. Là bởi vì là tôi và đồng chí nhỏ là hai anh em tôi là bị lạc mất một ngày một đêm. Thì cái câu chuyện hôm nay tôi xin được kể cho các đồng chí nghe là cái câu chuyện là chúng tôi bị mất liên lạc với đơn vị một ngày một đêm là nó diễn ra như thế nào. Thì khi chúng tôi cắt hướng là hành quân truy quét dọc biên giới Thái thì tôi nhớ lúc đó là ở trong rừng mà cái rừng đó nó rất là rậm cây. Cây có nghĩa là nó che phủ là cứ phải lấy nòng súng với lấy tay lấy chân là gạt ra là mới nhích đi được từng bước được. Rừng vô cùng là rậm, rất là rậm. Thì khi đi đến một cái chỗ là có một cái bãi đó, nó cũng tương đối là trống. Thì lúc đó là phía trước cái bãi trống đó là nó có một cái sông. Cái sông nhỏ thôi. Cái chiều sông thì nó khoảng độ tầm 7-8 mét. Nó cũng không lớn lắm. Thì lúc đó là B3 của chúng tôi là đang còn đi sau đội hình của đại đội. Là có lệnh là dừng lại. Và sau đó là truyền khẩu lệnh phía đằng sau là cho B3 vượt lên. Thì lúc đó là đồng chí liên lạc là mới chạy quay lại là gọi tôi là lên nhận nhiệm vụ. Thì lúc đó là tôi dẫn B3 là lên đầu đội hình. Thì khi lên đầu đội hình thì lúc đó là lệnh của đại đội là cho B3 vượt sông để cảnh giới cho đội hình đại đội và tiểu đoàn là sang sau. Thì lúc đó là tôi nhận lệnh xong và tôi cho anh em B3 là làm nhiệm vụ là vượt sông. Thì khi vượt sông là chúng tôi phải đi qua cái bãi đó cũng tương đối là trống. Thì lúc đó là tôi và đồng chí nhỏ và một số anh em nữa là bắt đầu là vượt sông. Thì cái sông đó thì về mùa khô nó nước nó cũng không sâu. Chỗ thì đến đầu gối, chỗ thì đến bụng. Nó khoảng nước như vậy thôi. Thì cái không may mắn cho chúng tôi là cái hôm đó là bị bọn Pol Pot nó phát hiện được. Nên là nó chặn là nó đánh vào đội hình của C3 của chúng tôi. Thì lúc tôi mới bắt đầu vượt sông thì mới vượt được tầm gần hết sông. Lúc đó là tôi lội trước, đồng chí nhỏ lội sau và một số anh em là lội phía sau nữa. Thì bắt đầu là nghe tiếng B40, B41 và lựu đạn là nó ném xuống bờ sông và nó bắn liên tục vào chỗ đội hình C3 của chúng tôi. Có nghĩa là giữa cái B3 của tôi và đội hình đại đội là bị Pol Pot nó đánh chia cắt ra. Thì lúc đó là tôi với đồng chí nhỏ là lội sang được phía bên gần bên này sông rồi. Còn một số anh em đang giữa dòng và đầu sông nữa thì người ta chạy quay lại. Là mấy anh em B3 là chạy quay lại. Nên hôm đó vượt sông là có mỗi tôi với đồng chí nhỏ là vượt được qua sông. Thì vừa đến bờ sông thì cái bờ sông nó đứng. Mà đất thì nó lở ra. Có nghĩa là hai anh em là cố gắng là trèo lên lên bên kia bờ. Mà trèo không được. Đất nó cứ lở, nó cứ tụt người xuống. Mà trong khi là bọn Pol Pot nó phát hiện được là nó đánh vào đội hình C3. Thì nó ném cả lựu đạn xuống dưới sông. Rồi là nó bắn M79 xuống sông là cứ nổ đùng đùng như vậy. Là phía sau lưng. Thì tôi mới liếc mắt sang phía bên phải thì ở đó có một cái gốc cây rất là to. Thì tôi mới dẫn đồng chí nhỏ là chạy theo tôi, là chạy dìa theo bờ sông là nấp được vào một cái gốc cây. Cái cây này thì cây khô nó chết rồi, nhưng mà nó còn trơ cái gốc lại. Là nó tròi cái bộ rễ ra, cái gốc cây cũng khá là to. Thì tôi mới nép được vào đó, sau đó là vẫy đồng chí nhỏ lại là hai anh em tôi nép vào đó. Thì tôi mới dặn đồng chí nhỏ là không được bắn, nằm ở bên này quan sát. Thì lúc đó là với cái thời gian là quan sát sang bên kia bờ sông mà bên đội hình đại đội và cả cái gì chín của chúng tôi là đang mắc kẹt ở phía bên kia sông. Còn bên này thì có hai thằng tôi. Nhìn sang là thấy là khói đạn bên đó là mù mịt. Tiếng trực xạ của B40, B41. Đó, và tiếng lựu đạn. Rồi tiếng tất cả các loại hỏa lực. Là bắn nhau loạn xạ ở phía bên đó đi. Tôi cũng không phân biệt được đâu là địch mà đâu là ta nữa. Bọn tôi vượt sang được bên này sông rồi á, thì là không bị đánh. Mà chủ yếu là nó đánh vào trung tâm cái đội hình của bọn tôi. Nên là tôi với đồng chí nhỏ bên này là không bị đạn bắn mấy. Thế là tôi với đồng chí nhỏ là tìm cách là trèo lên bờ sông.
Thì từ chỗ gốc cây đó là bọn tôi trườn lên, tức là trườn được lên trên bờ. Thì khi lên được trên bờ thì tôi mới quan sát tiếp sang phía bên kia, là mới nhìn thấy rõ là ở đó là nó có một cái lèn đá cũng tương đối là cao, tầm phải 20-30 mét khoảng đó. Thì bọn Pol Pot là nó chặn bọn tôi là ngay ở cái khu vực đó, mà toàn bộ cái khu vực cái lèn đá đó là bọn Pol Pot nó tổ chức đội hình ở phía trên đó, nên là nó đánh xuống cái đội hình C3 của chúng tôi. Còn bên này là bọn tôi quan sát rất là rõ, tuy nhiên là không thấy Pol Pot đâu cả đâu, mà chỉ nghe tiếng nổ thôi. Đến cái lúc là tôi cứ vận động ở đó và tìm cái vị trí ẩn nấp tương đối tốt rồi, thì bắt đầu là tôi mới dùng AK bên này là tôi bắn chi viện cho anh em C3 ở bên kia bờ sông. Vì lúc đó là tôi với đồng chí nhỏ là cứ bên này là điểm xạ sang, cứ nghi cái chỗ nào có Pol Pot là bọn tôi bắn sang. Thì nhìn lên cái hướng cái lèn đá thì cứ thấy là tiếng đề ba của B41 là nó nổ trên, nó nổ xuống. Thì lúc đó là bọn tôi bắn sang đó, thì bọn tôi vừa bắn chỉ được gọi là 2-3 loạt thôi, nó phát hiện được là anh em bọn tôi bên này sông. Bắt đầu là ở trên đó là bắt đầu là nó ném cái cối 60 xuống, nó cầm bằng tay ấy, là nó ném cối xuống ở các cái cục đá ở rìa sông, là nó nổ kinh khủng ở khu vực đó. Thì khi bị lộ vị trí rồi là tôi mới bảo đồng chí nhỏ là đừng bắn nữa và bỏ lùi xa bờ sông ra. Thì bọn tôi cứ bỏ lùi ra xa bờ sông ấy, rồi sau đó là bắt đầu bỏ cắt ngang ra, rồi bắt đầu là lại bỏ tiến lên để quan sát. Vì bên này sông nó có hai anh em tôi thôi, cũng sợ là bọn Pol Pot là nó biết được là nó mò sang là nó bắt sống. Thế là thỉnh thoảng là chúng tôi bắn sang vài loạt thôi, chứ cũng không dám bắn nhiều sợ lộ vị trí. Thì hai bên choảng nhau ở phía bên kia bờ sông á, là được khoảng độ phải tầm đánh nhau ở đó phải tầm khoảng độ 30 phút thì bắt đầu là mới ngớt ngớt tiếng súng. Thì khi ngớt được tiếng súng rồi á, là bắt đầu là trời nó tối, trời tối xuống rất là nhanh, là trời nó tối ập xuống, là ở trong rừng là nhìn thấy là nó rất là tối, chỉ còn nhìn thấy được cái con suối đó thôi. Thì lúc đó là tôi định là vượt suối để sang tìm đội hình, nhưng mà tôi cũng rất sợ, tại vì là cái lúc mà chúng tôi là bị bọn Pol Pot nó tập kích, nó đánh vào đội hình, thì tôi sợ là nó chiếm được cái khu vực đó, nên mà chúng tôi mà vận động quay lại là vớ vẩn là gặp cái đội hình Pot ở bên đó, nên là tôi mới quyết định là không vượt sông mà bỏ tránh cái chỗ cái trận địa ra, và chúng tôi với đồng chí nhỏ là quyết định là nằm lại bên này sông, là chờ đến sáng mai để rồi tính sau. Thì lúc đó là vào ban đêm rồi, thì lúc đó là yên ắng, mà tôi cứ cố gắng tôi nằm bên này sông để quan sát xem là sang bên kia sông xem là có động tĩnh gì của quân ta không, để bắt liên lạc để sang. Về ban đêm ở đó thì nó quá tối, có nghĩa là tầm khoảng độ 1 đến 2 mét là nhìn không thấy nhau nữa, rất là tối. Mà địa hình ở đó thì tôi cũng không rõ là trước sau nó như thế nào cả, là thao thức không thể ngủ được. Bây giờ tôi kể lại cho các đồng chí nghe thì nghe nó cũng cứng rắn như vậy thôi, chứ còn cái tâm lý mà khi chúng tôi bị mất liên lạc với đơn vị thì phải nói là cái tâm lý rất là căng thẳng khi đó, chứ không phải là bình thường. Còn đồng chí nhỏ thì đồng chí là bản lĩnh thì không 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 phải là chê đồng chí đồng đội, về bản lĩnh thì cũng khả năng chiến đấu thì đồng chí đó là kém hơn tôi, nên là cái độ lo lắng của đồng chí nhỏ là lo lắng hơn tôi rất là nhiều đấy, nên là cũng tạo cho tôi một cái tâm lý là rất là căng thẳng khi đó. Vì thế nên là cả cái đêm hôm đó là tôi với đồng chí nhỏ là nằm bên này sông là không tài gì mà ngủ được hết. Thì cho đến sáng ngày mai thì tôi mới bảo đồng chí nhỏ là lấy lương khô ra ăn. Thì trong người bọn tôi là có lương khô, có ba lô đó, rồi có đạn gạo là có đầy đủ. Thì tôi với đồng chí nhỏ là lấy bì đông nước ra và ăn lương khô và tiếp tục là nằm ở bên đó quan sát. Thì nằm ở bên đó nó không có một động tĩnh gì ở bên đó cả, không thấy nghe ngóng là một cái gì là có cái dấu hiệu là quân ta hay là quân Pol Pot bên đó cả, thì cũng không biết làm sao cả. Thì nếu như mà chúng tôi mà không bắt liên lạc được với đơn vị mà để cho tôi với đồng chí nhỏ ở trong rừng như vậy thì cái khả năng lạc là rất là cao, nên lúc đó là lại càng căng thẳng hơn. Thì tính toán mãi thì đến cho đến tầm trưa lại tiếp tục là uống nước rồi là ăn lương khô vào. Thì lúc đó đồng chí nhỏ đồng chí là lo thì mới bảo anh ơi, hay là bây giờ là anh em mình vượt sông quay lại tìm đơn vị. Nhưng mà tôi á, thì tôi vẫn có một cái niềm tin chắc chắn là khi
đơn vị của bọn tôi bị bọn bốt nó đánh thì đơn vị tôi sẽ rút về phía sau. Mà thường khi đã rút về đến cái chỗ nào an toàn thì bao giờ là người ta cũng kiểm tra quân số cả. Và khi kiểm tra quân số là kiểu gì là cũng là thiếu tôi với đồng chí nhỏ. Nên là chắc chắn sẽ tổ chức lực lượng là đi tìm bọn tôi. Còn vượt sông để mà qua sang cái chỗ cái trận địa hôm qua chúng tôi bị bọn bốt nó tập kích, nó đánh vào đội hình thì thực sự là rất là nguy hiểm. Không biết là cái địa bàn ở Pol Pot nó còn tốt hay không, mà hoặc là quân ta có còn ở đó nữa hay không. Nên là tôi tính toán suy nghĩ rất là nhiều. Thì đồng chí nhỏ thì cứ giục tôi là vượt sông. Lúc đó cũng làm cho cái tâm lý tôi cũng rất là lung lay, không biết tính toán như thế nào cả. Nhưng mà sau một hồi suy nghĩ thì tôi bảo đồng chí nhỏ là không vượt sông, mà tiếp tục là vẫn nằm bên này sông. Chờ khi nào mà cảm thấy nó thực sự an toàn thì bắt đầu là bắt liên lạc. Thì cái mà gây cho tôi hoảng loạn với tinh thần nhất khi đó là nằm đến khoảng độ tầm 1:30-2 giờ chiều thì bắt đầu tôi quyết định là bắt liên lạc. Thì tôi bắn 3 viên, thì đợi một lúc lâu sau khoảng độ tầm 10-15 phút không thấy bắn trả lời. Sau đó là tôi lại tiếp tục là tôi bắn 2 viên nữa thì cũng không thấy đơn vị của tôi ta trả lời. Thì thực sự lúc đó là tôi quyết định là vượt sông, là quay lại là tìm đội hình. Thì khi tôi vượt sông á, là tôi mới bảo đồng chí nhỏ là tôi vượt trước, còn đồng chí nhỏ là vượt sau. Thì lúc đó là tôi lội qua sông, là tôi quay sang bên kia. Thì đến một cái chỗ cái tảng đá cũng tương đối là to, thì tôi mới trèo lên đó, là tôi nấp ở đó, là tôi quan sát. Tôi quan sát kỹ ở đó rồi bắt đầu là tôi mới vẫy và cảnh giới là cho một đồng chí nhỏ là vượt sang. Khi vượt sang đó, thì hôm đó cũng rất là không may cho bọn tôi là bọn tôi lại đánh nhầm nhau ở đó. Thì là lúc đó là đơn vị là cử ra là 3 đồng chí trinh sát là đi về cái hướng đó để bắt liên lạc với bọn tôi. Thì ở trong rừng thì thực sự với các đồng chí là có thấy rõ đâu, cứ nhìn thoang thoáng ở trong rừng rồi nghi là người, nghi là Pol Pot thôi. Thì tôi đang nằm quan sát ở đó, và đồng chí nhỏ cũng vượt sang đến nơi là chúng tôi ẩn nấp ở đó quan sát. Thì bắt đầu là thấy vô cái hướng bên tay trái tôi là cái thấp thoáng bóng người ở bên đó. Thì bắt đầu là tôi xả vào đó một loạt AK, nghi là Pol Pot, này tôi xả vào đó một loạt. Thì bắt đầu thấy ở bên kia là bắn lại. Thế là hai bên tôi với lực lượng trinh sát là bắn nhau một lúc ở đó. Thì như cái linh tính thì tôi mới bảo đồng chí nhỏ là không bắn nữa. Nếu như cứ bắn nhau như vậy là hết đạn, nên là rất là nguy hiểm. Thế là tôi dừng lại, thì bên kia cũng dừng lại. Sau đó là tôi bắn bắt liên lạc là 3 viên tiếp nữa. Thì thấy bên kia trả lời 2, sau tôi bắn ngược lại thì thấy cũng trả lời như vậy. Thì lúc đó là cái ám hiệu là cái bắt liên lạc của bọn tôi là quy định là cộng tròn lại là thành 5. Thế là lúc đó là có lực lượng trinh sát là người ta quay lên là tìm bọn tôi. Thì lúc đó là tôi và đồng chí nhỏ và lực lượng trinh sát là đi quay lại phía sau và hành quân về cứ. Coi như là cái trận đó là bọn tôi bị lộ. Chính vì thế là được lệnh của trên là cho cái C3 và cũng như là D9 của chúng tôi là quay về cứ. Thì đó là một cái trận mà tôi bị lạc, mất liên lạc với đơn vị là mất 1 ngày với 1 đêm. Thì cái cảm giác mà khi bị mất liên lạc với đơn vị giữa trên trường như vậy, thì bây giờ kể lại với các đồng chí nghe thì nghe nó bình thường như vậy thôi, mà cũng có vẻ là mạnh mẽ như vậy thôi. Chứ còn cái thực sự tâm lý của tôi khi đó và đồng chí nhỏ khi đó thì phải nói là rất là hoang mang và tâm lý. Đặc biệt là khi tôi quyết định bắt liên lạc lại không thấy đơn vị bắt liên lạc lại, nên là chúng tôi lại càng lo. Nhưng mà cũng may mắn là đơn vị là không bỏ rơi chúng tôi và cho lực lượng trinh sát là quay lại tìm hai chúng tôi. Chứ còn nếu như để hai chúng tôi ở khu vực đó thì cái khả năng mà đi quay lại cứ là không thể quay được. Bởi vì chúng tôi đã hành quân là mất 2 ngày rồi. Đó, nên là đi sâu vào trong rừng gần sang đến biên giới Thái rồi. Để mà đến một người mà không có bản đồ, không có la bàn, thì kể cả là có bản đồ, la bàn mà không thuộc thì cũng không thể đi được cái khu vực đó. Mà cái lạc là 100%. Nên là cái câu chuyện mà hôm nay tôi kể với các đồng chí, đó là cái kỷ niệm mà tôi nhớ mãi.
cho đến ngày hôm nay. Cuối cùng là tôi cũng xin được chúc tất cả các đồng chí sức khỏe và hạnh phúc.